Ở phiên bản lần này thì mình có update thêm một số cái tính năng cho cái template quản lý chi tiêu cá nhân này. Thì ở đây mình có lấy ra cái tổng thu nhập theo từng tháng nhé. Ví tháng 9 2023 này. Thì mình sẽ lấy dữ liệu từ trong cái bảng thu nhập cá nhân này. Đây. Tất cả này nhé. Thì mình sẽ lấy dữ liệu từ đây. Lưu ý là dữ liệu này chỉ là dữ liệu demo, demo thôi. Rồi phần về phần quay trở lại phần mục tiêu. Thì sau khi mình lấy ra được sử dụng cái lốc cấp này. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái lốc cấp của mình. Đây mình lấy dữ liệu từ bảng thu nhập cá nhân này. Lấy ra cột số tiền Và nếu như điều kiện tháng là tháng Năm là năm thì nó sẽ tính tổng lại Và ra cái số tiền cho mình Là tổng thu nhập từng tháng của mình Từ đấy thì mình sẽ phân bổ cho nó Mỗi cái mục này là theo từng cái phân bổ Rồi mình sẽ nhân với nó để ra cái mục tiêu để ra Trong tháng này mình chỉ được tiêu trong khoảng bằng này thôi Rồi cái tổng chi của mình trong tháng đấy bao nhiêu Rồi nó sẽ chia cái này, chia cái này Đây Nó ra sẽ là tỷ lệ cho mình nhé Thì ý tưởng về cơ bản sẽ là như vậy Trong cái update uh, lần này